Thật vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Đường đến thành công được phát sóng vào 21 giờ 30 phút ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10 Đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam. Vâng, và ngày hôm nay Huệ Chi lại rất vui khi được mang đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện về một nhà giáo ưu tú vô cùng đáng kính, người đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cũng như là nghiên cứu cho ngành sinh học. Và để biết nhân vật chính của chương trình tuần này là ai thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự sau đây. Phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Trần Ninh sinh năm 1943 tại làng Tứ Mỹ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là nhà khoa học chuyên ngành sinh học, nguyên phó bộ môn thực vật, khoa sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông được phong học hàm phó giáo sư năm 1993. Cả cuộc đời ông là tấm gương của sự học hỏi, không ngừng nỗ lực sáng tạo, nghiêm túc lao động và say mê cống hiến cho khoa học, cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Có lẽ với ông, con đường mình đã chọn, đã dấn thân, cống hiến mãi là một hành trình vinh quang không hồi kết. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ninh sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học. Rất nhiều thành viên trong gia đình lớn của ông đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều người đang công tác trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các bộ hay các sở ban ngành trên ba miền đất nước với các trọng trách khác nhau. Đối với phó giáo sư tiến sĩ Trần Ninh, bố ông luôn là tấm gương sáng để ông noi theo và là động lực để ông vượt qua gian khó. Sau khi học xong tiểu học năm 1955, nhờ sự thông minh và chịu khó học tập, ông Ninh thi đỗ vào trường đại học Hương Sơn, còn gọi là cấp 2 Hương Sơn. Trong số các thầy mà ông Ninh đã từng được học, ông ấn tượng nhất với thầy Trần Thung. Thầy rất hiền, ít nói, đối nhân xử thế hài hòa với mọi người và yêu quý học trò. Chính sự ngưỡng mộ người thầy ấy mà ông Ninh luôn mong muốn học giỏi để được làm nghề giáo như thầy Thung. Tốt nghiệp cấp 3, ông Ninh thi đỗ khoa sinh vật khóa 7, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1962. Dù có thoáng buồn vì ông thích khoa toán, nhưng đâu ai biết rằng chính ngành sinh học lại là duyên nghiệp của cả cuộc đời ông và gắn bó cho đến tận bây giờ khi ông đã nghỉ hưu. Biết nhau, rồi quen nhau, hoặc là bạn thân nhau, thì giữa tôi với phó giáo sư tiến sĩ Trần Ninh đã đến gần 60 năm. Nói vui là chúng tôi có 4 cái đồng. Thứ nhất tức là đồng môn, thế và cái đồng thứ hai tức là lại cùng chuyển từ toán sang sinh học. Thứ ba là sau này chúng tôi ra trường lại được giữ lại trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở khoa sinh, thì chúng tôi cũng lại đồng một cái ngành học gọi là khoa học thực vật, trong cái số mà chúng tôi được chuyển từ toán lý hóa sang mà được giữ lại trường thì có 12 người, thì trong cái số ấy là có khoảng 8 người là chuyển từ toán lý hóa sang. Lúc đầu thì cũng không muốn học sinh, nhưng càng học lại càng thấy thú, càng học càng nghĩ tìm hiểu về sinh, càng sâu về sinh lại càng thấy say mê. Và cuối cùng là tất cả những người mà chuyển từ toán lý hóa sang sinh đều rất giỏi. Sang năm thứ 3 đại học, chàng sinh viên Trần Ninh quyết định theo chuyên môn về phân loại thực vật, vì sau những lần đi thực tế, ông cảm thấy rất hứng thú với chuyên ngành này. Trong quá trình học, do nhận thấy năng lực của sinh viên Trần Ninh, nên năm 1965, thầy Dương Hữu Thời, khi ấy là chủ nhiệm khoa sinh học, đã chọn ông hỗ trợ tiến sĩ Postamat, trường đào sư phạm Eger Hungary, trong thời gian tiến sĩ sang Việt Nam đi sâu nghiên cứu về rêu. Chuyến đi nghiên cứu về rêu Việt Nam bắt đầu từ ngày 11 tháng 12 năm 1965 tại Vườn Quốc gia Quốc Phương. Giai đoạn này, chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ đang diễn ra ác liệt. Tuy nhiên, tiến sĩ Postamat vẫn dũng cảm sang Việt Nam để làm nghiên cứu, không quản ngại gian khổ ngủ lán trong rừng. Điều đó đã để lại ấn tượng lớn với chàng sinh viên trẻ Trần Ninh. Năm 1966, ông bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp với đề tài khu hệ rêu ở vùng Đông Bắc Tam Đảo. Đó là cơ sở và dữ liệu để ông cùng đồng nghiệp công bố gần chục loài rêu mới thu thập từ nhiều vùng miền cho khoa học. Năm 1967, ông được nhà trường giữ lại trở thành cán bộ giảng dạy môn thực vật, khoa sinh học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Song song với nhiệm vụ giảng dạy, ông Ninh vẫn tích cực nghiên cứu khoa học.
Thầy cùng với các cán bộ trong bộ môn khoa học thực vật cũng đã đào tạo được rất nhiều các thế hệ sinh viên ra trường và làm về các chuyên môn về thực vật học, cũng đã góp phần vào các cái nghiên cứu cũng như là những cái hướng phát triển về thực vật học, đặc biệt là nghiên cứu về rêu, về phân loại học, về đa dạng sinh học thực vật, rồi các cái nghiên cứu tại các vườn quốc gia, các khu bảo tồn cũng như là các cái nguồn tài nguyên thực vật ở trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam. Và như vậy thì thầy cũng đã cùng với các thầy cô bộ môn cũng đã đóng góp rất là tích cực vào các thành tựu của cái khoa sinh học nói chung và của trường Đại học Tự nhiên trong một giai đoạn rất là dài. Các thầy cũng là những cái tấm gương để cho các thế hệ noi theo để chúng tôi tiếp tục trong các công việc đào tạo và nghiên cứu. Đến năm 1976, ông Trần Ninh được nhà nước lựa chọn đi làm nghiên cứu sinh ở Hungary và ông đã chọn giáo sư Paul Stamat làm thầy hướng dẫn. Năm 1979, ông Trần Ninh viết bài báo đầu tiên với tiêu đề Moset ở Việt Nam 1 và năm 1980 được đăng trong tạp chí Thực vật Hungary. Sau đó ông tiếp tục định loại các mẫu rêu khác. Quá trình phân tích các tiêu bản có trong phòng tiêu bản của Hungary, Pháp, Hà Lan, Nhật, Anh và Mỹ, ông Ninh đã dần phát hiện ra 3 loài rêu mới cho khoa học và được đăng trên tạp chí Hungary vào năm 1981 với tiêu đề Moset Việt Nam 2. Trên cơ sở nghiên cứu cẩn thận về hình thái, giải phẫu các tiêu bản, ông và giáo sư Paul Stamat đã quyết định công bố chi rêu mới với tên là Noguchidendron Ninh and Park. Và bài báo cũng được đăng trên tạp chí Thực vật của Hungary năm 1981. Cũng trong năm ấy, ông được đi dự hội thảo rêu thế giới họp ở thành phố Ponan, Ba Lan. Sau khi tham dự hội thảo Ponan, ông tiếp tục viết và hoàn thiện luận án với tên gọi đầy đủ Biogeographical Study in the Tam Đảo Mountain. Luận án với tên tạm dịch Khu hệ rêu vùng núi Tam Đảo. Luận án đã bảo vệ thành công vào năm 1981 và năm sau ông được nhận bằng. Năm 1984, phần 2 trong luận án của ông đã được công bố trên toàn thế giới qua một tạp chí của Nhật Bản. Và năm 1993, phần đầu luận án của ông được đăng trên tạp chí Biologic của Mỹ. Trở về nước, ông Trần Ninh tích cực nghiên cứu, khảo sát nhiều vùng của Việt Nam và phát hiện đặt tên 6 loài rêu mới cho khoa học. Ông cũng tham gia nhiều hội thảo khoa học về thực vật nói chung, rêu nói riêng ở Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. Tôi được biết thầy Trần Ninh là chuyên sâu về nhóm rêu, là một nhóm thực vật bậc cao. Mà trong cái giai đoạn mà các thầy làm việc ấy, thì lúc đó cái nghiên cứu về rêu ở Việt Nam cũng rất là ít người quan tâm. Mà tôi cũng được biết là thầy là người đầu tiên đã quan tâm và nghiên cứu về cái đối tượng này. Chúng tôi thấy rằng về rêu ấy, thì thực ra thì nó lại ở những vùng núi rất là cao, hiểm trở, rất là nhiều cái địa bàn khác nhau và thầy cũng đã chuyên tâm nghiên cứu và thầy cũng đã có rất nhiều cái thành công trong cái việc nghiên cứu về nhóm này. Thầy cũng đã bảo vệ thành công cái luận án tiến sĩ nghiên cứu về rêu ở vùng Đông Bắc Tam Đảo. Và cái kết quả của luận án này sau này cũng đã được đăng tải ở trên các cái tạp chí uy tín ở nước ngoài. Kết quả cụ thể về cái danh sách cũng như là về những cái thành phần loài tính chất đa dạng của rêu thì cũng đã được thầy đăng tải từ những năm 2001 ở trên cái tạp chí, trên cái cuốn danh lục các loài thực vật của Việt Nam. Ngoài những đóng góp cho ngành rêu thì phó giáo sư tiến sĩ Trần Ninh cũng là người có những công hiến lớn cho trà hoa vàng của Việt Nam. Tháng 12 năm 1993, ông Trần Ninh dẫn các đoàn nhà thực vật Nhật Bản nghiên cứu dương xỉ tại vườn quốc gia Cúc Phương và gặp loài Camellia flava đang nở hoa. Loại trà này ông đã gặp năm 1965 trong quá trình nghiên cứu các loại rêu với phó giáo sư Paul Stamat. Sau cuộc khảo sát, giáo sư Kunio Iwasaki, chuyên gia dương xỉ đã viết bài giới thiệu trên một tạp chí Nhật Bản về loài trà này vào đầu năm 1994. Khi đọc được thông tin ở Việt Nam có loài trà hoa vàng, các chuyên gia về trà của Nhật Bản đã liên hệ tìm gặp ông Trần Ninh. Một trong số những người đó có giáo sư Hakoda Naotoshi, mà sau này ông Ninh đã dùng tên gọi của vị giáo sư này đặt tên cho một loại trà do ông tìm ra. Qua quá trình lặn lội đến nhiều nơi, khảo sát và nghiên cứu, ông và một số cộng sự đã công bố 25 loài trà hoa vàng mới cho khoa học ở nhiều địa điểm khác nhau của Việt Nam. Với những đóng góp tích cực cho lĩnh vực sinh học về trà, năm 1999, phó giáo sư tiến sĩ Trần Ninh trở thành thành viên tích cực của Hội Trà Thế Giới. Từ năm 2002 đến năm 2007, ông đã chủ trì tổ chức thành công hai hội thảo trà vàng Việt Nam với sự tham gia của đông đảo đại biểu quốc tế đến từ 12 nước và một số hội thảo tổ chức nội bộ ở Việt Nam. Đây là điều mà phó giáo sư tiến sĩ Trần Ninh luôn tự hào vì góp một phần nhỏ bé đưa trà vàng Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
Sau khi hội thảo thành công, nhiều hộ dân xung quanh vùng Tam Đảo đã biết đến giá trị của trà hoa vàng nên bắt đầu tìm kiếm nhân giống để tạo các vườn ươm, vườn trồng trà. Người dân đã biết sử dụng các sản phẩm dược liệu từ trà hoa vàng và thị trường tiêu dùng đã biết đến sự quý giá của chúng. Công ty dược phẩm trà hoa vàng Hakodaning Việt Nam chính là tên của một loài trà hoa vàng mà do thầy giáo sư tiến sĩ Trần Ninh đã phát hiện ra, đặt tên cho cái cây dược liệu này. Khi bắt đầu nghiên cứu về cây trà hoa vàng cũng như là được tiếp xúc với thầy Linh thì công ty đã được thầy chỉ bảo rất nhiều về vấn đề chủng loại cây dược liệu trà hoa vàng, gen giống cũng vùng dược liệu để cho công ty tập trung vào nghiên cứu để phát triển sản phẩm. Ngoài việc công bố các loài trà mới, ông cũng tìm hiểu những công dụng thần kỳ của loài trà này. Ông đã chủ trì tham gia nhiều đề tài khoa học như đa dạng sinh học các loài chè Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2005, đa dạng sinh học và bảo tồn các loài trà hoang dại của Việt Nam từ năm 2006 đến 2008. Ngoài ra, ông còn công bố hơn 30 bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước và thế giới liên quan đến trà hoa vàng như Đa dạng trà vàng Việt Nam, tạp chí Trà quốc tế 2003, Các loại trà vàng mới, tạp chí Trà quốc tế năm 2007, Loài trà vàng mới, Hội thảo trà vàng Nam Ninh Trung Quốc năm 2013. Ông là chủ biên cuốn sách sinh học Thực tập hệ thống thực vật, Nhà xuất bản Đào quốc gia năm 2005. Danh lục thực vật Việt Nam tập 1 tham gia cùng giáo sư tiến sĩ Lê Trọng Cúc, Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2001, Các loài trà ở vườn quốc gia Tam Đảo năm 2010. Sự nghiệp của người thầy, ngoài những danh hiệu, phần thưởng cao quý, thì việc đào tạo nên những thế hệ học trò đủ tâm, đủ tài và thành đạt chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao. Với Phó Giáo sư Trần Ninh cũng vậy, đến nay đã có 4 nghiên cứu sinh được thầy hướng dẫn luận án và bảo vệ thành công, trong đó có 2 phó tiến sĩ được ông hướng dẫn trong lúc đã nghỉ hưu, 4 học viên cao học đã nhận bằng thạc sĩ và gần 20 sinh viên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Mình rất là may mắn vì không phải chỉ là học trò mà sau này ra trường thì còn được là đồng nghiệp với thầy. Thầy là một người rất là hiền lành và tận tâm với cả công việc đối với cả học trò. Đối với thầy, những cái gì tốt nhất cho học trò là thầy làm và không bao giờ suy nghĩ tính toán điều gì cả. Thế còn đối với khoa học thì thực sự là một nhà khoa học rất là tận tâm với công việc, rất là say sưa với công việc. Những cái nghiên cứu của thầy khó hình dung ra được nó ứng dụng trong thực tế như thế nào, bởi vì nó là cái nền khoa học cơ bản. Thế nhưng mà lúc nào cũng rất say sưa, lúc nào cũng cần mẫn cho những cái công việc nghiên cứu của mình. Và nó giúp cho thầy là có một cái kiến thức chuyên môn rất là sâu, rất là uyên bác. Từ tình yêu thiên nhiên cùng sự đam mê cho nghiên cứu khoa học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ninh đã cống hiến hết mình cho ngành sinh học về trà và rêu. Mặc dù tuổi đã cao, sức cũng không còn khỏe, nhưng mỗi khi có ai cần tư vấn về việc bảo tồn, nhân rộng mô hình trồng trà là Phó Giáo sư Ninh lại phấn khởi lên đường. Nay ở Quảng Ninh, mai đã thấy ông ở Vĩnh Phúc. Với ông, đi là đến là để cống hiến những đam mê, tâm huyết cho lĩnh vực mà mình theo đuổi trọn đời. Sẽ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật chính của thứ bảy tuần này. Đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Thực vật Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin được chào thầy ạ. Vâng, chào MC Nguyễn Chi. Xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Vâng, em rất là vui khi nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ được thầy đến đây và chia sẻ thật nhiều những câu chuyện và đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu dành cho những khán giả đang xem truyền hình. Em được biết rằng là ngày trước khi mà tốt nghiệp phổ thông trung học và lựa chọn cánh cửa đại học của mình thì ban đầu thầy đã yêu thích lựa chọn một cái ngành liên quan đến toán học, nhưng rồi thì lại được nhận kết quả đỗ vào ngành sinh học. Vậy thì không biết là cái điều này thì thời điểm đó có làm cho thầy buồn một chút xíu nào không? Hoặc là bây giờ nếu mà quay được ngược trở lại về thời gian thì thầy có nghĩ rằng là mình sẽ muốn chọn lại hay không ạ? Cái hồi học phổ thông ấy, thì tôi cũng có một chút năng khiếu về toán. Năm 1962 thì tôi đăng ký thi vào khoa toán trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thì nói chung hồi bọn tôi là mỗi học sinh chỉ được chọn một trường và trong trường chỉ chọn được một ngành, nhận được kết quả về thi đại học ấy, cái nguyện vọng và khoa toán của mình không được, thoáng buồn thật. Nhưng mà về sau ấy, thì thấy các cái bạn khác của mình cùng trường
và cùng lớp, cũng thi vào khoa toán, nhưng mà rồi cũng được chuyển sang học các khoa lý, khoa hóa và khoa sinh như tôi. Nghĩ rằng là thế này, người thì có khi chọn nghề, nhưng cũng có khi là nghề chọn người. Đấy. Từ cái ý nghĩ ấy thì tôi chấp nhận, tôi lại vào khoa sinh tôi học. Và tạm biệt quê hương, tạm biệt gia đình, ra Hà Nội nhập học vào khoa sinh. Sau 4 năm học tập thì tôi được giữ lại trường, làm cán bộ giảng dạy. Đến năm 1977 thì tôi được Đảng và Nhà nước cử đi làm nghiên cứu sinh ở Hungary. Và năm 81 bảo vệ xong luận văn tiến sĩ và tôi quay trở lại làm cán bộ giảng dạy khoa sinh học. Nhờ cái sự là cố gắng của bản thân, nỗ lực bản thân, nhưng đồng thời nhờ sự giúp đỡ tận tình của các thầy, các cô hay của đồng nghiệp thì tôi đã gặt hái được một số thành tích trong cái công tác nghiên cứu. Và những thành tích đó thì nhỏ nhoi thôi, đóng góp nhỏ nhoi cho nền khoa học nước nhà. Đến nay tuổi đã trên 80 rồi, khủy thời gian nó cũng còn nhiều. Nhưng mà tôi vẫn muốn ước ao là mình có sức khỏe và có cái trí nhớ để tiếp tục hoàn thành một những cái ước mơ mà trong con đường sự nghiệp của mình đã theo đuổi từ trước đến bây giờ. Vâng, thưa thầy, em được biết là đi theo ngành phân loại thực vật thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải đi công tác và phải đi nghiên cứu ở rất nhiều nơi. Vậy thì em đang rất thắc mắc là không biết là thầy sẽ cân đối với công việc gia đình như thế nào, rồi những việc riêng như thế nào khi mà mình liên tục có những chuyến đi nghiên cứu, những chuyến đi thực địa dài ngày như vậy ạ? Bọn tôi làm thực vật đại cương ấy, tức là người mà gọi là luôn lặn lội ở ngoài thực địa. Ở đâu mà có những cái loài thực vật hay mới, ở đâu mà có những cái loài thực vật quý hiếm thì đều có dấu chân người thực vật làm đại cương như tôi cả. Trong cái quãng đời nghiên cứu hơn 60 năm làm cái nghề này thì tôi đã đi được hàng trăm lần. Mỗi lần như vậy thì có khi là nó chỉ có một ngày thôi, có khi kéo dài hàng tuần và cũng có khi kéo dài hàng tháng. Cái chuyến đi xa nhất của tôi, lâu nhất của tôi là chuyến đi vào Tây Nguyên dài 2 tháng rưỡi. Và quãng đường đi thì nếu cứ đi hết chỗ rừng này rừng khác thì phải gần 2.000 cây. Nó có nhiều cảm xúc lắm. Vui cũng có, mà buồn cũng có, và gặp nguy hiểm cũng có. Cho nên đối với bọn tôi thì đi là một cái vấn đề tất yếu của người làm phân loại thực vật. Người làm phân loại thực vật ấy thì trước hết là phải có sức khỏe. Và thứ hai là phải có đam mê. Và thứ ba là phải chịu được gian khổ. Bởi vì đi ở ngoài thiên nhiên thì không phải như là ở trong phòng thí nghiệm. Những cái vùng mà nóng nôi mấy chục độ thì mình cũng phải chịu. Đến cái vùng không có nước, bẩn mình cũng phải uống. Hoặc là nguy hiểm thì cũng phải chịu đựng hết. Và đối với tôi thì thấy là vì này, tôi là tuổi ngựa. Cho nên cái đi lại với tôi thì lại rất là thích đi. Nếu còn sức thì tôi còn đi. Đi để mà tìm những cái khám phá mới trong cái lĩnh vực mình nghiên cứu. Nhưng mà Huệ Chi nghĩ rằng là nếu như không được xuất phát từ cái niềm yêu nghề và đam mê đối với ngành sinh học thì có lẽ là thầy cũng sẽ không thể thực hiện được nhiều những chuyến đi như thế. Vâng, thưa thầy, em được biết là trong quá trình học đại học thì thầy được chọn để hỗ trợ cho tiến sĩ Postamat. Có thể nói đây cũng là một tiến sĩ rất là nổi tiếng trong ngành sinh học. Vậy thì không biết rằng là khi mà được hỗ trợ cùng với vị tiến sĩ này thì điều này có gây áp lực cho thầy không ạ? Đến đây thì là bắt đầu tôi chọn nghề. Tức là năm thứ ba thì bắt đầu là các sinh viên được xin nhập vào từng bộ môn một. Tôi chọn cái bộ môn thực vật. Là cái bộ môn mà như tôi nói là cứ đi suốt. Khi mà chọn vào cái nghề bộ môn phân loại thực vật ấy, cố giáo sư Dương Hữu Thời là hồi là chủ nhiệm khoa thì có đi công tác ở Hungary trao đổi văn hóa. Và trong cái quá trình làm việc ở Hungary thì giáo sư có gặp tiến sĩ Postamat, tức một người rất là đam mê các cái thực vật Việt Nam. Tiến sĩ có nói với giáo sư của thời là giáo sư cố tìm cho một người ở Việt Nam mà đi theo ngành rêu, và tôi sẽ hứa sẽ đào tạo. Giáo sư Dương Hữu Thời nhận lời và sau đấy thì về đích thân là cử tôi làm cái người mà sẽ đi theo nghề của ông Postamat. Sau khi mà được cái vinh dự đấy, tôi rất là phấn khởi, thấy cũng vinh dự và nhưng mà thấy nhiệm vụ khó thực hiện, bởi vì lúc ấy là ở trong nước chưa có những cái tài liệu nào về nghiên cứu rêu Việt Nam, và quãng thời gian học tập ở lên lớp hay là phòng thí nghiệm thì tất cả những thời gian còn lại
thì tôi đều đi tìm ở các thư viện, như là thư viện vì quốc gia, như thư viện khoa học trung ương, rồi thư viện Hà Nội, rồi thư viện của trường, thư viện của khoa. Thì sau mấy tháng tìm kiếm thì tôi tìm kiếm được hai quyển sách liên quan đến rêu thôi. Là một quyển rêu của Philippines xuất bản bằng tiếng Anh, xuất bản năm 1939. Còn quyển thứ hai là một quyển về rêu của Trung Quốc mà có ở trong thư viện khoa học trung ương. Về sau này thì tôi sẽ giúp đỡ rất nhiều của Thomas, cho nên tất cả những tài liệu mà nghiên cứu rêu của Việt Nam của người Pháp để lại thì ông đều gửi cho tôi quả. Rất là thuận lợi cho tôi nghiên cứu rêu Việt Nam sau này. Vậy thì có điều gì từ vị tiến sĩ Postamat này mà đã thực sự là gây ấn tượng đối với thầy, cũng như là có thể học hỏi được những điều giá trị gì từ vị tiến sĩ này mà áp dụng cho thực tiễn nghiên cứu của mình không ạ? Đối với vị tiến sĩ Postamat ấy, hồi mà tôi gặp thì cũng là một thanh niên rất trẻ thôi. Nhưng ông say mê rêu, đến độ khi ở Việt Nam là đang chiến tranh cơ mà. Nhưng ông vẫn sẵn sàng sang Việt Nam. Tức là tháng 12 năm 65 thì ông sang Việt Nam. Thì tôi được phạm tùng ông đi trong một tháng. Từ ở Cô Phương cho đến Ninh Bình, đến Hòa Bình, đến Tu Lý. Tức là hàng đêm thì máy bay Mỹ vẫn né. Nhưng mà tôi thấy ông nhiệt tình quá. Và từ đấy làm cho tôi cũng càng say mê hơn trong khi nghiên cứu về rêu Việt Nam. Vâng, thưa thầy, có thể nói là những năm gần đây khi mà người ta nhắc đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ninh thì không chỉ là nhắc về một bậc thầy trong ngành nghiên cứu rêu mà còn nhắc đến một người có một công lao rất lớn trong việc là đưa trà hoa vàng của Việt Nam đi ra thế giới. Vâng, thầy cũng đã là người đã tìm ra cũng như là công bố rất nhiều loài trà hoa vàng cho khoa học. Không những thế thì thầy còn có rất nhiều những kế hoạch sinh kế cho nông dân có thể làm giàu và kiếm được thêm thu nhập từ trà hoa vàng. Và em còn được biết là thầy còn đang có cả một khu vườn để bảo tồn giống trà hoa vàng này. Thầy có thể kể nhiều hơn về những dự án cũng như là về những công việc mà thầy đã làm liên quan đến câu chuyện trà hoa vàng không ạ? Khi mà đam mê rồi thì khó mà dứt ra được. Đầu tiên là đam mê về rêu, nhưng mà vì sau là nhiều hoàn cảnh khách quan, cho nên tôi thôi gác ngành rêu lại để cho những cái thế hệ trẻ tiếp tục. Khi mà nghiên cứu rêu đi thực địa thì có những cái loài hoa mà gọi là trà hoa vàng. Thì chính người Nhật thì đi với tôi khi mà nghiên cứu Dương Sĩ thấy được cái trà hoa vàng thì họ rầm rộ, họ ồ lên là không hiểu tại sao lại có một cái loài hoa đẹp thế này. Đấy. Và từ đấy thì tôi cũng đam mê theo và tôi đi theo trà hoa vàng. Tức là tính ra là từ năm 93 đến bây giờ. Tức là đến nay thì tôi đã công bố với đồng nghiệp là công bố 25 loài trà hoa vàng. Mà trong tổng số 45 loài trà hoa vàng Việt Nam cũng là thành công bước đầu của tôi. Nhưng một cái hơn nữa là từ cái đam mê đấy thì để làm cho người dân, nhất là vùng Tam Đảo, họ cũng đam mê cái trà hoa vàng và họ đi thu thập ở khắp nơi, về họ trồng trong vườn của họ để họ bảo tồn. Tôi cảm thấy rất là vinh dự khi cái loài mà tôi phát hiện ra lại được người dân chấp nhận đồng lòng để phát triển và bảo tồn cái loài giống quý hiếm ấy. Vâng, vậy một kế hoạch gần đây nhất để cho việc phát triển loại trà hoa vàng này của thầy sẽ là như thế nào ạ? Thầy có thể chia sẻ với khán giả đang xem truyền hình được không ạ? Thứ nhất là tôi thì hy vọng thứ nhất là cái trà hoa vàng là được người dân chấp nhận và được nhà nước là chấp nhận đấy là những cái loài cây dược liệu ấy. À, trên cơ sở ấy thì người dân người ta mới có cái điều kiện để phát triển. Và tôi hy vọng là những người dân mà đã biết trà hoa vàng thì cố gắng giữ lấy và làm mở rộng cái diện tích trà hoa vàng. Và thứ hai là tôi nghĩ rằng là cái trà hoa vàng Việt Nam ấy còn nhiều loài mới. Và hiện nay ví dụ trong vườn của tôi là tôi đã tìm được hai loài mà nghi là mới. Thời gian cũng còn nhiều thì tôi dành tất cả thời gian, nếu còn đi được thì tôi phải truy thu thập tất cả những cái loài. Tôi có một cái vườn trồng nhỏ nhỏ ở trên Lương Sơn Hòa Bình. Tôi cố gắng là cứ đưa được càng nhiều loài, nhất là những cái loài mà tôi đã công bố. Và thứ hai là những loài mà chưa được công bố về rồng ở đấy thì sau này thế hệ trẻ thì có thể tìm đến để mà dùng các cái mẫu ấy để phân tích và lại công bố những cái loài mới cho Việt Nam. Thì đấy là cái ước mong mà tôi vẫn ấp ủ từ xưa tới nay.
Vâng, em cũng đã được nghe ước mong của thầy và hơn ai hết em rất mong muốn những ước mong của thầy sẽ trở thành hiện thực. Và chắc hẳn là để có thể lưu truyền cũng như nối tiếp ước mơ của mình, thầy đã dạy dỗ cho rất nhiều thế hệ học trò phía sau mình rồi đúng không ạ? Và có một trong những người học trò của thầy ngày hôm nay đã tới trường quay với lời mời của chương trình ạ. Và quan trọng hơn, người học trò này của thầy thì rất mong muốn được gặp thầy để có thể nói những lời tri ân. Và chắc hẳn là sẽ có thêm cả những điều mà muốn được thầy chia sẻ thêm những kinh nghiệm quý báu trong con đường phát triển của riêng mình. Thầy có đoán được đó là ai không ạ? Tôi cũng chưa hình dung được bởi vì học trò cũng nhiều. Vâng, và ngay bây giờ thì em xin được mời thầy cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ gặp gỡ người học trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ninh. Đó chính là anh Mai Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trà Hoa Vàng Hakoda Ninh Việt Nam. Vâng, xin được chào anh Trung ạ. Xin chào Huệ Chi. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình. Em xin chào thầy. Thầy ạ, lâu mấy tháng nay em không được gặp thầy. Thầy và gia đình vẫn khỏe chứ ạ? Vâng, cảm ơn. Vâng, khỏe. Thầy ơi, thầy có bất ngờ với sự hiện diện của cậu học trò của mình không ạ? Vâng, tôi rất bất ngờ bởi vì đây là người học trò mà tôi cũng đào tạo. Vâng. Mà chính người học trò này lại đi theo tôi học cái loài trà hoa vàng. Vâng, vậy thì có lẽ là để cho khán giả truyền hình sẽ hiểu nhiều hơn về mối quan hệ giữa hai thầy trò, thì anh Trung thân mến, anh có thể giới thiệu một chút về những cơ duyên mà anh được theo học thầy được không ạ? Năm 2007-2008, mình có dịp làm ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì cái vùng đó thì họ có trồng trà hoa vàng. Và mình biết được người Trung Quốc sang thu mua rất nhiều trà hoa vàng tại cái vùng đó để đem về Trung Quốc. Mình đặt câu hỏi tại sao lại người ta thu mua nhiều như thế. Và để tâm, và mình cũng nghiên cứu về cái giá trị của trà hoa vàng. Và mình đã tìm hiểu Hiệp hội Trà Hoa Vàng, thì biết được là giáo sư tiến sĩ Trần Linh là người mà nghiên cứu về trà hoa vàng lâu năm và đã viết rất nhiều sách về trà hoa vàng. Qua những cái kênh thông tin và qua những người bạn, thì mình đã đến trực tiếp nhà thầy, gặp thầy, xin làm học trò của thầy. Và có lẽ là khi mà nhận lời của Huệ Chi đến trường quay ngày hôm nay thì anh Trung đang có rất nhiều điều muốn được chia sẻ với thầy, cũng như có nhiều câu hỏi để được học hỏi thêm người thầy của mình đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì Huệ Chi xin được nhường thời gian để cho anh Trung cũng như là thầy Ninh sẽ có sự trò chuyện với nhau nhiều hơn ạ. Xin mời anh ạ. Thầy ạ, thầy đã nghiên cứu về trà hoa vàng nhiều năm và thầy đã phát hiện ra mấy chục loài trà hoa vàng mới để cho khoa học. Thầy đã viết rất nhiều sách rồi nhiều ấn phẩm về cây trà hoa vàng. Thì sắp tới thầy có tiếp tục nghiên cứu thêm về trà hoa vàng cũng như thầy viết thêm các sách và ấn phẩm về cây trà hoa vàng không ạ? Tôi nhìn thấy cái trà hoa vàng ở trên phòng Việt Nam nó cũng tương đối là tốt. Nhiều nơi đã bắt đầu quan tâm đến cái sản phẩm trà hoa vàng. Công ty của anh cũng rất là quan tâm đến các loại trà hoa vàng mà tôi đã phát hiện ra. Đối với cái đối tượng mà được nhiều người quan tâm như vậy, thì tôi cũng phải nghĩ rằng là với cái sức lực của hạn ngành thì phải tiếp tục làm nghiên cứu sâu hơn nữa, và có những cái loài nào mà có thể có giá trị mà cũng chưa biết được thì mình cũng phải cố gắng là tìm các cái đồng nghiệp và những cái người mà có đam mê như mình để tiếp tục nâng cao các cái loại sản phẩm của trà hoa vàng giúp bảo vệ sức khỏe, tăng cường bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam. Thì đây là cái ước mong của tôi. Hiện nay tôi đã viết xong cái quyển 20 loài trà hoa vàng Việt Nam và được họa sĩ Yoko Kawuta ở Nhật Bản họ vẽ hết, và hiện nay thì đã được nhà xuất bản ở Tokyo đã in rồi. Sau đấy thì bà Kawuta thì sẽ cho tôi cái bản quyền, cả cái bản vẽ. Và tôi hy vọng là lúc đấy thì 45 loài trà hoa vàng của Việt Nam sẽ được xuất bản thành những quyển sách để cho các độc giả Việt Nam có thể là xem được. Hy vọng nữa là tôi xây dựng được cái vườn trà bảo tồn các loài trà hoa vàng ở Việt Nam. Công ty dược phẩm trà hoa vàng Hakoda Ninh Việt Nam đã cho ra mắt cái sản phẩm Nimedia, sản phẩm ra thị trường và đã được rất nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là những người bệnh về lỗi loạn lipid máu sử dụng và có tác dụng rất hiệu quả. Và sắp tới thì công ty dự định cũng thêm một vài sản phẩm nữa chiết xuất từ cây trà hoa vàng. Vậy thì công ty chúng em cũng mong muốn thầy cùng đồng hành với công ty chưa ạ? Rất là vui mừng
ngoài cái sản phẩm sản xuất ra, và tôi cũng đã sử dụng đấy, và một số bà con cũng sử dụng. Thì bây giờ nó có những cái sản phẩm nữa thì rất là tuyệt vời, và trên cơ sở đấy thì cái giá trị của trà hoa vàng nó càng được nâng cao ở trong nước và cũng như trên thế giới. Vâng, rất là tuyệt vời. Với sự nhanh nhạy của những người làm kinh doanh như anh Mai Văn Trung, và chắc chắn với những kinh nghiệm quý báu như của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ninh, thì Huệ Chi tin rằng là sự hợp tác này của hai thầy trò sẽ mang đến những kết quả vượt bậc, và đặc biệt là sẽ mang được nhiều giá trị không chỉ cho người dùng mà còn cho cộng đồng xung quanh mình nữa. Vâng, và em xin được chúc cho thầy cũng như là cho anh Mai Văn Trung sẽ có thật nhiều sức khỏe, và mọi dự án mà hai người cùng thực hiện sẽ có những thành công. Xin cảm ơn biên tập viên Huệ Chi và xin cảm ơn các khán giả đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn Huệ Chi, xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn quý vị khán giả theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, bất kể là bạn là ai hay bạn đang ở độ tuổi nào, nhưng với lòng đam mê và sự quyết tâm thì bạn sẽ biến tất cả những ước mơ, những công việc của mình làm sẽ trở nên vô cùng giá trị với cuộc sống của ngày hôm nay. Và câu chuyện về Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ninh, Huệ Chi mong muốn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện hết sức tâm huyết về một người đã dành cả cuộc đời mình để thực hiện ước mơ của mình. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được hẹn gặp lại.